Xin được xin chào quý quá chị và các bạn trong nhà ngoài nước nha. Đây là trực tiếp buổi giao lưu của đoàn với các bé ở tỉnh Thất Bồng Lai, ở Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Thất Bồng Lai thiệt nha quý các chị. Đây các bé đây. Bây giờ chú bay cho tụi con một bài hát để làm kỷ niệm. Như thế này là không thể nào là con cháu của thầy được rồi. Rất là đông, 100 bé là quý cô chị. Chào chị Linh Trần, chào chị Kena Kim nha. Đây anh Đức đang quản trò đây. Chào anh Lương Thế Giang, chào anh Phong Quỳnh. Chào cả nhà. Thôi bây giờ như vậy nha. Bây giờ như vậy, cho nghỉ giải 5 phút, một đống ăn hết. Chào Thảo Thảo nha, chào cô giáo Thảo. Con mới ăn cơm nghỉ ngơi xong. Giờ đang tiếp tục chương trình phần thứ hai. Trao quà cho thầy và các bé. Nãy có phát cho các bé một buổi trà sữa no nê rồi. Giờ tới dâu ua. Dâu ua ngon không? Đưa nắm hoa ra. Đưa. Có ra chim cho cô không? Dạ là chim. Có không? Dạ có. Có được anh không á? Nó nói vậy kia là có không? Dạ đang còn lại đang lại. Chào chị Lê Trinh nha. Chào tất cả mọi người. Rồi, con bé rất ngoan à. Chào anh Hải Lâm nha. Em đi giờ sáng, anh mới đi mới đi sáng tới nơi, giờ đang còn ở tỉnh Thất Bồng Lai ở Vũng Tàu à. Bồng Lai hả? Trời ơi. Bây giờ này. Thấy, thấy anh Đức quản trò không? Hay không? Anh Đức là quản trò thứ dữ. Nghe chứ chơi đâu. Tụi con có ăn ngon không? Con có ngon không? Có nghe lời sư phụ không? Đúng rồi. Nếu mà nghe lời sư phụ thì không được làm sư phụ buồn lắm không? Mình nào văn lời, mình làm muốn cho sư phụ. Chào chị Loan Phạm nha, cảm ơn chị nha. Rất là vui, rất là cảm động. Các bé cũng rất ngoan nha quý vị. Không, bắt ăn ngồi ngay ngắn đàng hoàng, im re ha. Mà để nuôi được số lượng bé như thế này là không phải là chuyện nhỏ đâu, chuyện cũng hơi bị căng. Chi phí là thầy đã mới chia sẻ là đóng học phí không đâu, một lần đóng là cũng phải là cả 100 triệu á. Còn ăn uống thì sao theo mình nghĩ một tháng là chắc khoảng 100 á. À, bé anh Đức đó đúng rồi, anh Phong Phan. Bé anh Đức đang làm quản trò đấy. À, thầy nè, thầy Minh à. Chúng con xin cầu chúc ông bà cô chú
anh Quang Nguyễn sao không về Tỉnh Thất Bồng Con hả? Không, Tỉnh Thất Bồng Con về đó nội nó đấu tiếp, nội giờ có sập ngọc sập đá rồi. Chúng ta đem giống như là đem muối tới đó bỏ bể thôi, bỏ biển á, đem muối bỏ biển thì người ta đâu có thích nữa. Hay ông nội không thích đâu. Chào Hiếu Đoàn, chào cô Hoàng Trần, chào anh Phong Quỳnh, chào anh Nguyễn Công Minh nha. Mọi người cũng biết rồi đó, để mà dạy dạy mà số lượng bé ở đây 100 bé ngoan á, nó còn khó hơn gấp trăm lần mà chúng ta dạy và mấy bé số lượng ít á. Số lượng ít thì chúng ta dễ dàng mà quản lý và dễ dàng dạy bảo hơn đó. Còn số lượng này rất là đông, thầy cũng phải nhờ một số cô bảo mẫu phụ với thầy. Mọi người ai có con không biết là hai nhà hai ba đứa là lo cũng là mệt rồi. Lên đi. Mấy chục rồi. Trăm mấy. Hả? Trăm mấy rồi. Dữ vậy? Nói chung là thầy sáng thầy gặp đoàn thầy rất là xúc động quý vị. Thầy cũng rơi nước mắt mấy lần rồi. Rất là tội nghiệp thầy. Thua. Nói gì hát thì bỏ đi. Chuyện đó khó. Chủ sĩ lên. Đăng ơi. Đăng. Xưng là Đăng ơi. Đăng. Xưng là đoàn anh em chính nghĩa luôn rồi. Đoàn chính nghĩa đi. À hãy đăng. Quên nhớ, hồi bữa anh có hối rồi thì cái này tại vì nó cũng ở bên chùa một giáo hội cứ lấy thẻ bảo vệ chánh pháp. Cái từ đó thật. Sau đây bắt đầu chương trình, Hải Đăng sẽ lên phát biểu. Sau đây là bác sĩ Trí sẽ lên múa lửa và múa bụng. Xin mời bà con cùng theo dõi. Thôi, khó quá, bỏ đi. Rồi ok. Kính thưa quý các vị cô chú anh chị mình, các vị Phật tử, kính thưa thầy cũng như là các cháu thân mến, thì ngày hôm nay cũng như là một cái duyên tình cờ đã coi như là con giao hàng đến ở Tỉnh Thất Bồng Lai tại xã Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu của một vị mạnh thường quân ủng hộ cho các bé những cái món quà. Thì con thấy được cái hoàn cảnh của các bé thì rất là
phải nói là rất là xúc động cũng như là thông cảm với thầy, vì thầy có một cái tấm lòng Bồ Tát đã cưu mang cũng như là nuôi nấng những mảnh đời bất hạnh của các bé. Thì chính vì cái điều đó thì con muốn góp một phần sức của mình đó, nên con có quay một cái clip để kêu gọi tình thương từ tất cả mọi người, đó là tình thương chân chính. Thì sau 3 ngày từ hôm bữa con ra đây tới giờ 3 ngày thì vụ đó bỏ đi anh kia đây, đây bảo vệ chánh pháp của tụi con đó, mua lửa bỏ đi anh, một số phần quà để ngày hôm nay ra đây tặng cho các bé, cũng như là giúp đỡ cho, hỗ trợ cho thầy có một cái gì đó để mà thêm cái niềm tin. Các bạn thấy thầy rất xúc động không? Để mà thầy, tụi con sẽ cùng chung tay với thầy để mà nuôi dưỡng các bé. Đó. Người ta người đàng hoàng nó khác. Như vậy hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng, tức là mỗi tháng con đều ra đây để mà thăm thầy và các bé. Và hy vọng ở đây thì mình cũng hy vọng là các chị Mạnh Thường Quân, các chị Phật tử, mọi người đã có cái tình thương yêu đóng góp cho các bé, thì chúng ta sẽ cố gắng và duy trì. Ok cô giáo Thảo, ủng hộ cho những đứa bé còn coi ở tỉnh Thất Bồng Lai, xã Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu này tiếp tục duy trì cái hoạt động hàng tháng để mà phụ giúp cho thầy được phần nào thì hay phần đó. Cảm ơn, chân thành cảm ơn tấm lòng của các chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ. chưa đã công bố thì ngày hôm nay thầy phát biểu mà khi ra đây thì con trong danh sách thì cái phần quà nó là như thế này. Bây giờ con xin đọc cái phần hiện vật trước đi ha, hiện vật trước đi, là cái phần ta gọi là hiện kim đó, tức là cái số tiền thì sao. Dạ, ở đây là chị CM Vlog có ủng hộ là 500 quả trứng gà rồi hết luôn đi, hãy vỗ tay dài lắm dài lắm nhiều lắm. Vỗ hồi mũi nó bay ngang lỡ đập chúng sát sinh mô Phật. Chị Hồng Trần là 600 hộp sữa cho các bé, và đặc biệt là ở đây có 3 bé còn rất là nhỏ phải uống sữa bột thì đã có là 8 hộp sữa đi lắm. Nhưng mà tại vì ở đây là 2 hộp nhỏ thì ở trên có hộp nhỏ hộp bự đó thì trung bình là 8 hộp này đó. Rồi 105 kg gà thì cũng giải thích luôn, ở đây có 105 kg gà, 20 kg lạp xưởng và 20 kg cá dứa. Thì như thầy đã ở đây không có giấu giếm gì hết, đã công bố từ lâu rồi, thì các bé được nuôi nấng ở đây thì nhờ sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân cho cái gì thì các bé sẽ dùng cái đó, chứ không có bắt buộc là ở đây phải ăn chay hay là ăn mặn, nó có quy củ gì hết. Và thật sự khi sau này các bé lớn lên thì nếu các bé có phát tâm muốn nguyện đi xuất gia theo thầy thì thầy rất là quan ơn, còn không các bé muốn trở lại không đâu, tiếp tục ra ngoài đời các bé sống cuộc sống bình thường thì đó cũng là điều bình thường, không có ép buộc các bé đi học bình thường. Thầy có nói một câu bé nào cũng cho đi học á, đó là các bé còn nhỏ quá biết cái gì đâu mà tu. Thì một câu đó thôi tự nhiên nó đánh động vào cái trái tim của mình, quá chính xác luôn các bạn. Rồi bạn Thánh Cờ miền Tây, 20 kg lạp xưởng, có Thánh Cờ nữa nghe quý vị, 100 bịch bánh tráng trộn. Anh Luận Thế Giang 80 bịch bánh tráng trộn. Chị Gina ở Anh 120 bịch bánh tráng trộn. Bác sĩ Trí 10 thùng nước. Anh Hiếu MMO 100 ly trà sữa. Chị Hà quận 3 là 3 triệu, đây là cái số tiền mặt mới nhận nha. Rồi chị ở quận 8 là 1 thùng xúc xích. Anh Đức là 3 bao rau củ quả. Anh Hiếu là 10 thùng mì Hảo Hảo. Rồi bây giờ em xin đọc cái số tiền, cái số tiền mà mình nhận được không phải là qua tài khoản mà là qua gửi bằng tay đó các bạn. Còn tài khoản thì chúc mình đọc sau. Mới và lạ 1 thùng bánh. Chú mới và lạ 2 thùng hay 1 thùng? 1 thùng với lại
một thùng bánh kẹo, tiền tính sao nha. Ở đây không có nói chuyện tiền bạc gì để hết. Nói từ nói chuyện tình thương tha thứ thôi. Ở đây chỉ có tình thương và tha thứ thôi. Nổi nhập mà. Nổi nhập. Rồi bây giờ nói. Bây giờ nè, tới phần tiền mà tôi nhận được tiền mặt nè. Không phải qua chuyển khoản đó nha. Đó là chị Hồng Trần, sau cái số tiền mà chị gửi mua đồ thực phẩm đó thì chỉ còn dư lại là 16,7 triệu, chị ủng hộ luôn. Fan của thầy ông ngoại là 12 triệu. Cô Mary Cook 2 triệu. Thảo Thảo 1 triệu. Helen Lee 100 đô Úc. Rồi cái này con cũng đổi ra cho thầy luôn rồi, để mất công mình tính tiền Việt hết cho nó dễ. Đó, là đổi ra 100 đô Úc là phải chừng 1 triệu rưỡi, 15 triệu một nội tôi có tiền đền. Có thân khờ của chị Mai Trinh nữa nghe. Chị Hà quận 3 là 3 triệu. Cô Năng Sư Đoàn là 300 đô, con cũng đổi luôn. Là tầm 6 triệu 9 đó. Rồi ngày hôm nay, bắt đầu ngày hôm nay nữa nè. Loan Nguyễn 500 ngàn. Bác Năm U90 1 triệu. Cái này là riêng nha, nãy là fan thầy ngoại, còn này là nhóm thầy ngoại nha. 2 triệu. Tên tôi phải đọc lớn mới được. Mai Thanh Dân 300. Happy Media 100. Chị Ngọc Đinh 1 triệu. Mới và lạ Vlog 500 ngàn. Nam Phương Phạm Thị 500 ngàn. Anh Châu Nguyễn 500 ngàn. Em đâu có bán chị, em đâu có bán chị không sao phải. Biết có thiếu sót ai không nữa. Và thiếu sót ai thì lên tiền tươi luôn đi chứ chần chờ gì nữa. Tại nãy xe chở không hết. Xe đi 16 chỗ chở không hết chứ em kêu về chở thêm không mấy tháng sau. Trong cái tài khoản trong 3 ngày vừa qua em nhận được số tiền là 26.285.000. Mà không biết sao lẻ lẻ gì kỳ cục nữa, chắc nó trừ ba cái phí gì trong vòng 1 tháng vừa rồi của tôi hay sao nó tính vô mấy ngày chót. Thôi kệ, coi như cái đó thầy cho con ha. Nó chừng 11, 12 kìa nè. Thôi trẻ hết rồi. Cái lào chứ. Đó, được. Bây giờ nè, cái này cũng là tâm sự nè. Tháng sau mình rút kinh nghiệm với chị này. Anh chị á, em đã dặn rồi, mấy anh chị nào mà gửi tiền chuyển khoản để ủng hộ cho các bé thì mình ghi luôn cái tên của anh chị. Nhưng mà vẫn có một số anh chị không ghi tên. Đó thì cái đó nó rất là tế nhị. Cái nào em nói thiệt, từ đầu em đã nói cái vấn đề này rồi, cho nên tháng sau. Đúng rồi, bà con nên cái này nghe, bà con chuyển tiền nên ghi rõ tên. Cái bản này là bản phong thần, đọc rồi là tháng sau phải đóng nữa nghe chưa. Ai xem clip này, ai dính tên trong cái bản phong thần tháng sau bắt buộc phải đóng nữa. Trí tắt lại anh Trí ơi. Đây. Cái gì vậy? Đây nè, chị Linh Cao là có số tiền là 1 triệu đồng. Dạ, cảm ơn cô Tú Nguyễn, cô yêu phe chính nghĩa. Rồi, một bạn này là giấu tên luôn, không có biết. Đó là... không. Đây là cô Sương ở quận Tân Phú, 1 triệu đồng. Rồi xuống dưới là Lê Thanh Diễm, 2 triệu đồng. Bé Sophie, 1 triệu đồng. Bé Kelly, 1 triệu đồng. Rồi Chí Tâm ở Đài Loan. Biệt đội rất hoành tráng chị Bảo Ngọc ơi. Hoành tráng lắm. Rất vui và cảm động. Cái gì vậy con? Cái dạy sữa mày đó. Trời ơi, nghe chịu không khóc. Để đọc khúc này nhiều hơn. Bà Trần Thị Đảnh và cô Nguyễn Thị Phúc ủng hộ là quay luôn nét quạt rồi 5 triệu đồng. Có một vị mạnh thường quân tên là Minh Thiện nữa, 2 triệu đồng. Rồi thầy Hiếu gửi 2,3 triệu là cái tiền này tôi lấy tôi mua trà sữa nha. Tiền này tự nhiên mà giờ tại thầy ở xa gửi qua tài khoản lọt vô đây luôn chứ thầy không có gửi qua tiền mặt này. Đó. Rồi Thánh Khờ miền Tây gửi cho tôi là 8,105,000 là cái tiền này chính là cái tiền mà mua lạp xưởng của anh ta, 20 kg lạp xưởng đó, nó cũng lọt vô đây luôn. Đó. Báo cho nó rõ ràng cụ thể. Rồi. Chị Úc Lê ở Nhân Trạch 1 triệu đồng. Rồi một bạn không có tên
chỉ ghi là ủng hộ trẻ em mồ côi thôi. Thì thật ra cái này là mình đọc vậy thôi chứ giờ biết sao giờ. Nếu mò ai giờ mò kim dễ bị mò bị mò kim mò gì? Mò kim cái biển đúng rồi. Rồi rồi. Mò họ thằng bảy bả nó chết luôn rồi. Chú Phan Kazen luôn, chú Phan Kazen. Đây, chú Phan Kazen. Chú gì? Chú Phan Kazen. Chú Phan Kazen. À, tiền tươi nha các bạn. Tôi nói xàm để chủ yếu là để câu giờ là có tiền tươi đó chú Phan Kazen mới ủng hộ. Việt Kiều Nhật 500 ngàn bây giờ tôi để đây nha. Rồi mình vừa qua tới một vị mạnh thường quân cháu tên là 2 triệu đồng rồi đúng không? Rồi bây giờ chị Duyên đó là 1 triệu đồng. Đặng Thị Hoàng Mai 500 ngàn. Hà Thị Ngọc Diệp 2,5 triệu. Tô Thị Cẩm Hường Thánh cờ đó như thế nào nữa Ngọc Hân? Kim Chi 1 triệu đồng. Anh Nam Nguyễn 2 triệu đồng. Jenny Ly 500 ngàn đồng. Lê Thanh Diễm là cái này của anh Lữ Thế Giang đó là 1 triệu 2. 1 triệu 2 này là tiền mặt riêng. Ổng có 1 triệu ổng mua bánh cán nữa là nãy đọc 80 bình đó nha mọi người. Đó là ổng nó là như vậy đó là số tiền. Và cái số tiền đó mà thu được thánh cờ miền Tây đó cô Xuân Phạm ơi 26,285 triệu. Đúng rồi 26,285 triệu. Tại vì trừ cái tiền của thánh cờ qua tiền mua lịch sử rồi. Rồi bây giờ cái nào. Còn phần 200 đô Mạnh Thường Quân tên gì em gửi luôn. Chị đúng không? Chị JC Lưu Việt Kiều Mỹ ủng hộ 200 đô. 200 đô bây giờ đổi ra là khoảng là 4 triệu 600 ngàn. 17 triệu. 4,200 đô ông nội. 17 triệu 200 đô. Đang còn thầy ông nội nữa chị. Cái gì? Thầy ông nội ông hộ nhiêu không? Không có, thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ cái số tiền thì mình sẽ vô chút xíu tôi sẽ vô trong tôi làm việc riêng với thầy. Tại vì nó có tiền lẻ, tiền chẵn lắm, tùm lum tà la. Nhưng mà giờ đưa tiền để chụp hình nè, phút này mới quay đúng không? Phải có hiện vật mới được. Đây, Ngọc Định. Thông cảm lần đoàn bảo vệ chính nghĩa chính pháp lần đầu tiên mới đi một cái đoàn hoành tráng như vậy đó. Trong công tác tổ chức nó còn chưa được chuyên nghiệp lắm. Ngọc Định và Mùi Chung là nước hoa Hồng Anh. Tại vì ghi một tên một người ở đầu sông, người ở cuối sông không biết đường đâu mà mò. Rồi bây giờ bổ sung lại nha. Rồi bây giờ con sẽ giao số tiền cho thầy để mà mình chụp hình đó, lưu niệm rồi. Đợi nhất là khúc này nè. Đúng rồi anh Trần Quang. Mình là chính nghĩa chính pháp, mình chỉ chơi hàng thật thôi chứ đâu có chơi hàng giả. Ký sáng giờ like nhiều quá tắt báo đi. Dạ ông. Biệt danh của chú này tụi con biết là gì không? Thánh cờ quay đầu rồi. Các bạn thân mến, đây là cái số tiền chẵn rút ra đó. Còn một số tiền của một số anh chị hồi nãy còn quyên góp đợt sau lúc vừa đến đây đó thì hiện giờ vẫn còn đặt trong túi. Thì bây giờ mình chỉ đại diện trao cái này cho thầy trước còn chút xíu. Vỗ tay. Rồi có gì chút xíu con với thầy vô phòng làm việc đi. Đây nè, còn đây nữa nè. Đó, có những trong đây mình vô mình tính toán lại với nhau mới được. Rồi bây giờ con xin mời sư phụ có một đôi lời phát biểu. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ rất là tri ân tấm lòng của những nhà tài trợ và tất cả Phật tử nam nữ đã giúp cho sư phụ và các cháu một buổi vui và đầy đủ ý nghĩa. Sư phụ không biết gì hơn là xin cầu chúc cho những gia đình nhà tài trợ và tất cả Phật tử gần xa gia đình được mọi sự bình an và an vui và lúc nào cũng được phước huệ song tu.
thì khi chúng ta làm phước, chúng ta sẽ thấy cái huệ. Cái huệ là cái nào? Cái huệ là thấy người ta đang đau khổ, mình tới giúp đỡ, đó là cái huệ. Phải không? Đó là cái huệ, mình thấy thấy người đó ta đau khổ, mình không chịu nổi, mình tới giúp. Đó. Bắt năm bắt biểu không? Mà khi mà giúp cho mọi người á, thì mình phải nhớ giúp trước, tiên giúp cho gia đình mình trước. Lo cho ông bà, cha mẹ nè. Rồi là vợ chồng con cái phải lo cho đầy đủ. Rồi mới đem tới chùa thì được phước báo vô lượng. Và sư phụ cầu xin một phương chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử được sự bình an. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chư Minh. À, các con ơi, cho một tràng pháo tay lớn lên nữa. MC có việc bận cho nên là bây giờ sẽ xin được mời đại diện một trong nhóm của Mạnh Thường Quân lên đó đôi lời phát biểu. Thì trong này có một bác rất là lớn tuổi, thì cũng xin được mạn phép mời bác, đó là bác Năm, lên có một đôi lời phát biểu trong cái chuyến đi hàng tháng. Xin mời bác Năm. Đức thưa tôi được anh em cho phép hôm nay nói chuyện với sư phụ và các bạn. Từ sáng giờ chúng tôi ở đây và thấy được cái lòng cảm ơn các mấy em rất xúc động, và sự xúc động đó là những cái sự bất hạnh của mấy con. Lúc nào bất hạnh là khi chưa được vào đây, bây giờ vào đây thì không gãy. Và là chúng tôi xúc động về cái sự chăm sóc của sư phụ, cái bác sư phụ và các cộng sự ở đây, các thầy, các anh chị ở đây, chúng tôi rất xúc động. Và là những cái món quà mà chúng tôi gửi đến sư cho các cháu đó, là chỉ là tượng trưng thôi. Bây giờ cho tôi xin phép sư phụ cho tôi chuyện máy móc. Vì chúng tôi đến đây mục đích chính. Nói anh phát biểu để anh nói mấy đứa bạn mới rất ngoan cho tiền. Anh Cao Giang. Anh Cao còn nhỏ quá, cho nên tôi nói chuyện đây chắc có thể có em hiểu, em không hiểu. Hồi nãy tôi có nói là các cháu đã rơi vào hoàn cảnh bất hạnh khi ra đời đó. Nhưng bây giờ thì các cháu không còn bất hạnh nữa mà hạnh phúc. Có cách, có chăng là các cháu không được biết được cha mẹ mình ở đâu, đó mà như vậy thì bây giờ các cháu ráng, nếu còn nhỏ thì ráng nghe lời các sư phụ ở đây, các cô, các mẹ, nghe mấy cháu là mẹ đó, hiểu không? Nghe lời, vâng lời. Còn mấy cháu đã lớn bắt đầu đi học rồi thì ráng học, học cho tốt. Và kênh mạnh mà, kênh mạnh mà. Thấy, kênh mạnh thôi xin ông đi, anh ấy tới 84 tuổi rồi. 84 tuổi bao nhiêu rồi? Không. Cho nên là, xin ông đi nha. Chào ông đi. Các con chào ông. Đây là bác Năm là 84 tuổi rồi đó cả nhà. Bác Năm 84 tuổi rồi đó. Và thấy trong cuộc đời đó, có những cháu bất hạnh khi còn nhỏ đó, nhưng lớn lên mà phấn đấu, vẫn thành nó cho mấy cháu đi thành người và thành dân, tức là có tên tuổi trong xã hội. Chúng ta gọi thành nhân và thành dân mất ha. Nhưng với mấy cháu mấy cháu phấn đấu, cái sự bất hạnh của mấy cháu là một điều rất khó khăn, nhưng được ở đây sư phụ và những người cộng sự ở đây đã lo cho mấy cháu, thế là quá tốt rồi. Xin mấy cháu nhớ cố gắng đền bù ơn và các bác, các ông, các mẹ ở đây nha, các cháu nha. Bác Năm 84 tuổi nhưng mà nhìn thì còn khỏe lắm, nhưng mà nói chung là cũng sức khỏe cũng có ấy, là cũng bác Năm thấy chương trình tốt quá rồi, xong rồi thấy anh em đi vậy nên rất muốn đi, nên có người con là đi cùng bác. Tôi không biết quan, tôi luôn tôi là một lạc quan, nhưng với tuổi của tôi thì là tính tháng, tính ngày, chắc không có tính năm về cái chuyện có quốc lạc còn lại đó. Do đó nếu không tôi còn cái lời tôi đến đây nữa, vì là tôi đã từng thấy từ sáng giờ rồi,
trong đầu tôi nghĩ là phải đến nữa, phải đến nữa để thăm sư phụ và các giáo. Chúng tôi đến đây nữa để mời sư phụ ngồi trên xe lăn. Lướt sóng, sóng đây không phải sóng ngồi xe lăn lướt sóng, chứ không phải ngồi trên Hoboski lướt sóng trên Thái Bình Dương như người ta. Và sư phụ cũng lướt sóng, dân lướt sóng trên mạng truyền thông. Anh đeo khẩu trang được nha, anh bị vấn đề kinh doanh. Cái cả thế giới. Kể đi. Anh, em biết rồi, em chụp hình anh rồi. Lướt sóng. Xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Tụi con vừa rồi nghe ông nói tụi con vui không? Từ nay mình có nhiều biết mình hơn, các cô các chú sẽ giúp mình nhiều hơn. Tụi con vui không ạ? Thế nào cũng cạc vui không? Cạc thì bây giờ chú bày cho con cạc không? Bài hát nữa không? Nếu có vui xin giơ đôi tay. Con Lan à, nếu có vui xin giơ đôi tay. Nếu có vui xin giơ đôi tay. Đó có ba nha, có ba nha. Rồi lại lại nè. Nếu có vui xin giơ đôi tay. Nếu có vui xin giơ đôi tay. Xin giơ đôi tay, xin giơ đôi tay. Có hai cái đều nè. Nếu có vui xin giơ đôi tay. Đúng rồi, tin tức online chính chính chủ nghe cô bác Trần. Và mình cũng đã đi vòng vòng mà phỏng vấn một số quý cô bác anh chị ở gần đây, người ta cũng có những thông tin tốt ở đây chứ không có thông tin gì đó. Nếu có vui xin bộ đôi tay. Nếu có vui xin bỏ đôi tay, xin bỏ đôi tay, xin bỏ đôi tay. Nếu có vui xin dậm đôi chân. Nếu có vui xin dậm đôi chân, xin dậm đôi chân, xin dậm đôi chân. Nếu có vui xin làm A ba. anh Đức rất có nghề quản trò nha. Lên đâu? Xe đi em. Bọc vô bối, đem ra thùng rác bỏ không dùng lung tung, đúng chưa? Anh Đức mới làm ba lon à? Anh Đức mới làm ba lon. Nếu có vui xin bồ đôi tay. Nếu có vui xin bồ đôi tay, xin bồ đôi tay, xin bồ đôi tay. Nếu có vui xin dậm đôi chân. Nếu có vui xin dậm đôi chân, xin dậm đôi chân, xin dậm đôi chân. Nếu có vui xin làm ca ba. Nếu có người xin làm ca ba, xin làm ca ba, xin làm ca ba. Hết rồi mấy em, hết rồi. Tháng sau lên. Yếu quá. Con làm yếu quá. Rồi mà chặt nữa mình ôm lại, thì mình phải làm mạnh lên. Giờ mình ôm lại bài cũ lúc nào, lúc nãy đúng không? Đi chí dũng đúng không? Mình là Phật tử là mình phải đi chí dũng đúng chứ. Đâu, không phải lúc bài lúc nãy mình tập rồi đúng không? 2, 3. Bi là thương nhất lòng phù chúng sanh. Chỉ như sáng trong tuyệt vời, dũng là tiền bước. Tiến bước trên đường đạo pháp đang nơi bốn phương. Bi là thương nhất lòng phù chúng sanh. Chỉ như sáng trong tuyệt vời, dũng là tiền bước. Tiến bước trên đường đạo pháp đang nơi bốn phương. Đấy. À, chú nói nè. À, trong khi mà cho anh Đức một món ta đẹp đi. Anh Trí giờ sáng giờ like là coi như là việc theo Vina rồi đồ là coi như là lỗ vốn hơi nặng rồi nha. Rồi, Thảo Thảo kết anh Đức về bài hát nè. Thảo Thảo nói là Đức ca bài này hay quá. Chào chị Lê Quanh nha. Chào chị Lê Quanh. Chào anh Đa Trần. Chào cô Trung. Đây, mới giờ lạ chào anh Hoa Lan. Chào Sơn Phạm nha. Mới giờ lạ chào Sơn Phạm luôn nè. Ai nữa? Cảm ơn Đức rất là nhiều. Thì em ăn mời chào An Nguyễn. À, ta chào phụ mày đó mày. Chào Trần Ngọc Phượng nè. Nói với em là gửi tiền ủng hộ nhưng mà không có gửi trực tiếp mà nhờ con cháu Việt Nam gửi đó. Chào Phương Lê Thảo, chào Sơn Viện. Chào Hoàng Trần nha. Là con cháu của các anh chị á. Tại vì không có nhắn tin là gửi đại diện cho cái người nước ngoài mà em đọc luôn là cái tên của người gửi Việt Nam, tức là con cháu thì các anh chị khi mà nghe không có cái tên của mình trong đó. Thi Thanh chào mới giờ lạ. Ồ, cảm ơn. Thanh Kiều, Thanh Kiều, Thanh Kiều.
hôm qua xem kênh anh mới và lạ. Bị hư Sơn Phạm ơi, bị hư 2 giờ mấy đêm hôm bị hư xóa luôn. Trong đây là những cái chào Hùng Phạm nha. Quần áo của mấy em nhỏ đó thì nãy em có thiếu như này đó. Rồi bây giờ anh chào cả nhà, chào mọi người. Đôi lời nhắn gửi. Chào thành phố Quy Nhơn hả? Cái gì? Tây Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn. Tôi là Phan Cao Giang. Trước đây thì tôi các bạn bè của tôi ở nước ngoài, thậm chí ở Việt Nam mình có sai lầm. Thì vì ham vui như vậy, Hồng Kông, Hồng Kông. Có tặng một số quà tại tỉnh Thất Bồng Lai. Sau này thật sự là Phan Cao Giang phát hiện. Anh còn kỹ hơn. Tỉnh Thất Bồng Lai tại bà nghĩa tại Long An á là tỉnh Thất Bồng Lai phay nha quý vị. Bây giờ tỉnh Thất Bồng Lai ở Long An bây giờ đổi tên là Thiên An Vũ Trụ. Thật đó ra đó là không phải là nơi là nuôi trẻ mồ côi. Ở đó không phải. Vậy là chào chị Hoa Đăng hả? Mà đó là nơi lừa đảo của xã hội. Đến hôm nay á, được tin của anh media HP thì có qua cái nhận tin thì tôi sáng nay tham dự cái chương trình này. Thì vì lý do để con phải đeo khẩu trang thì thông cảm nhé, vì vấn đề kinh doanh của gia đình. Bây giờ còn tôi với là sư phụ, đây là cái chùa có chịu tỉnh Thất Bồng Lai, xã Tâm Thần, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi có nhóm bạn là ở Việt Nam này, ở nước ngoài, trước đây có sai lầm tôi gửi tiền về cho tỉnh Thất Bồng Lai quay ở Long An. Nên nghe các bạn lớp chính xe của tôi thì có một số người đây là cũng rất là kinh nghiệm tùm lum hết, lấy con xong là cái chú tiểu là dỗn gì đó. Có người đang hỏi luôn á, học cùng lớp tôi cách đây 30 năm học từ lớp 10, lớp 11 á, thì đây giờ làm fan của các thầy lớp. Thì tôi sau cái chuyện hiện tại nơi này, tôi mong các bạn hãy kết nối, để các bạn dành một chút tình thương nào đó. Đây là anh Phan Cao Giang là khắc tinh của Nhất Nguyên nè. Bữa lực sĩ rồi mọi người thấy ai đi quay video đó. Anh chị Hoàng Mỹ Khâu Phong Phan là ở ngoài Quế nên không có vô được. Đưa xuống đây và gia đình tôi đó là khoảng này có thể là xuống đây một lần nữa và tôi sẽ đi theo gia đình và tôi rất mong mà các bạn ủng hộ mình sẽ chở tàu này ghé tâm tập này những đứa trẻ một cô rất là tội nghiệp nhưng mà sư phụ ở đây nói tham khảo rồi thầy cũng đầu đó là nói anh là gì xe toàn học sinh tiên tiến như thế này. Có bé Phương Mỹ Chi đã từng tới đây là hỗ trợ 45.500.000 đồng, quý vị biết rồi đó. Tôi một lần nữa tôi kêu gọi các bạn, đặc biệt là lớp tôi đã, và sau đó chúng ta kêu gọi nhiều người hơn. Mong một ngày gần đây các bạn cái này mày chia sẻ không, không tao nói là vô mày phải không, nói luôn sư phụ đây là đó là một điều mình làm phước nơi đúng chỗ ha. Mình xin chân thành cảm ơn sư phụ. Ai gì đâu không thì ngày hôm nay đến đây thì mình cũng có món quà về vật chất, thì cũng có những món quà về tinh thần. Ca bài đi thầy cũng như các bé thì đăng ca bài thầy ngày xưa thầy cũng áo em chưa một lần thầy một nghệ sĩ thì rất là thích hát, mặc dù bữa nay là con yêu cầu tha thiết yêu cầu thầy hát nhưng mà thầy nói là thầy bị đau họng nên không hát được. Ông ngoại hát đi. Thì sẵn ở đây có một người em của con cũng là một người nghệ sĩ trẻ, đó là Trung Nguyên, thì sẽ gửi đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay những cái tiết mục văn nghệ để mà giúp cho chương trình mình nó gọi là nó đầy đủ hơn nữa, nó trọn vẹn hơn nữa. Thì xin mọi người một tràng pháo tay để chào đón nghệ sĩ trẻ Trung Nguyên. Rồi xin cả nhà một tràng pháo tay đi, một ngón tay đẹp đi cho ca sĩ Trương Trung Nguyên. Có bông mạnh lên bông đây. Bà con chia sẻ đi cho lên 600 người coi. Mình có lời. Mới có 450 à, giận rồi nha. Hai ngón luôn. Chia sẻ lên nhóm nha, chia sẻ lên nhóm. Đó, thấy chị Lina Nguyễn bên kia không?
với chị Nam Phương hả? À, đó là hả? Dạ. Nam Phương hả? Chị đâu chị đó, chị đó chị Nam Phương, tên Nam Phương hả? Chị đó Nam Phương hả? Lý Đức. Chồng Nhân Đức bây giờ tôi Lý Đức, cái chị đó Nam Phương hả? Cái chị mặc tầm này nè bên này. Lina. Lina bà kia, Lina là biết rồi. Chị Nam Phương. Lily. Lily cắm trên bình rồi, Lily cắm trên bình rồi. À, chị Lâm Minh Châu hả? Anh Lâm Minh Châu hả? Nói kêu em hát một bài hả? Em tiền cát xê em cao lắm. Bên kia đang kêu đi để tao nói chuyện. Kêu cát xê con ca em cao lắm. Đằng này ca sĩ gì quên rồi. À, khó quá bỏ đi. Ca sĩ gì quên gì? Trung Nguyên không? Dương Trung Nguyên. Sau bài trình bày của nha ca sĩ Dương Trung Nguyên xong là khán giả và những mạnh thường quân đi chung là yêu cầu Lina Nguyễn lên làm một bài. Ok luôn. Lina Nguyễn cùng với Khánh Thảo đi cùng. Không, Lina Nguyễn cùng quê với lại chị Trần. Đó. Đó. Để mình kêu chị Trần là được rồi. Ở Nha Trang nha quý vị. Nha Trang. Không, chị Trần được rồi, không có tốn cho nó. Tao phải đeo kiến cho tao mới thấy đường, tao chúc mấy người này mới được. Chào mình, tôi miễn có Hoàng, chào là được rồi. Kim Hoàng, Thảo Thảo. Rồi chào cô Kim Hoàng, chào Thảo Thảo nha. Rồi mới giờ lạ, chào Phiên Mai nè, chào Mạnh Quỳnh nè, chào Thảo Thảo nè. Linh Trần cười ghê quá hả? Mới lạ vlog. Không biết mà. Nhưng mà phải chào người ta để ta nghe tôi tên. Đây, nơi gì nữa đây? Cái vụ bà Kim Hoàng là con mắc cười hoài. Hào Phan. Hào Phan. Hồi tối hồi kia này thấy không bị hư ông ơi, xó đó con làm không quen không bị hư vậy sao rồi. Đúng rồi, phong phan bữa nay là vì tình thất vòng lai hả, Vũng Tàu lai cháy máy luôn. Toàn là con bình luận không nói, không nói không, chứ con livestream trực tiếp thì nó bị hư hoài cũng quên. Hôm chào chị áo dài Phương Loan nha, chào chị Linh Trần, chào chị Gina GT, chào chị An Nguyễn, chào chị Linh Jale. À, xuống nội mình cũng like và đến đây mình cũng like á. Đã vô rồi, đã vô tham gia được cùng một chí hướng, cùng một chí hướng phải là đăng ký, cùng chí hướng. Đồng chí thì phải có đồng tâm. À, chị Thúy Thanh mới và lạ cười tươi quá kìa. À? Chị Thúy Thanh mới và lạ cười tươi quá. Chị Thúy Thanh, chị ở đâu, là chị đang, chị có ngồi trong nhóm này không hay chị ở ngoài đường? Chị Thúy Thanh ơi. Gì đây, chào áo dài Phượng Loan nha. Đầu có áo vest không? Chào Khoan Phong TV nha. Không có. Chào Gina giao thông. Chào Linh CD. Chào Thúy Nguyễn. Chào Đa Trần Cho Vét nha. Mới giờ lạ chào Đa Trần Cho Vét nè. Ôi chạy lẹ quá. Từ từ đúng rồi. Chào Quỳnh Anh nè. Tăng cổ đơn viên Quỳnh Anh tên. Ai cho tôi tình yêu. Tất cả vỗ tay các con ơi. Yo. Thank you.
giờ tới ông ngoại nè. Bây giờ tới chủ nhà nè. Đó. Mà chủ nhà là thầy đương kim vô địch. Thầy là thầy, thầy hát nổi. Bây giờ để cho con của thầy, đệ tử của thầy, đó là bé Ngọc, sẽ hát một bài để tặng cho tất cả mọi người quân như chúng ta ngày hôm nay. Bé Ngọc hôm nay đã 18 tuổi. Anh em chính nghĩa chính pháp toàn là ca sĩ không mà hát hay lắm. Cỡ mình trở lên mà. Bé Ngọc xin lỗi đến chúng ta bài hát là đừng bỏ con mẹ ơi. Thằng thờ tính là mua mấy triệu lọc tiền rồi. Không, chị Lina không có đẹp đâu, nhờ cái điện. Chị Lina không có đẹp đâu mà nhờ cái điện thoại mình nó lên đẹp á. Thầy mới đi khám bệnh về á. Thầy mới đi khám bệnh về á, thầy cố gắng lắm thầy mới hát á. Trời, tay thi
Rồi mạng yếu rồi quý vị ơi. Xin chào hẹn gặp lại quý vị ở những video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chương trình đến đây cũng gần cuối rồi. Còn tiếp mục cuối cùng nữa. Cuối cùng gì nữa? Đây để sư phụ và họ các bài và nước phẩm cháu. Mạng yếu rồi, giờ nó sao nó không có lên cái tin nhắn bình luận à. Rồi mọi chương trình tấu hài cuối cùng hả? Thôi mời luật sư Vũ lên hát bài nội tôi đi. Anh Vũ hát bài đi. Vũ lên đi, em có gì đây lên hỗ trợ cho chúng ta nội tôi đi. Cô giáo Thảo kêu ly tiếp hả? Ok, còn được mọi người còn sang được đúng không? Mạng ok phải không? Mọi người cho chữ ok đi. À còn hả? Sao tự nhiên mình thấy nó giật giật. Sư phụ sẽ thăm các bạn thơ và lúc có các cháu có chị trong đường nên ngủ được. Ok ok cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Để thầy ngâm một bài thơ. Thì do mùa thấu thầy lúc có ngủ nắm cánh trường thật đủ giữa năm có ai đến bò chùa này ai dí đa phật có thầy thầy vui miệng rằng con lời có vui là thầy đã được ta nuôi tay. Dạ rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Qua những câu hát của thầy đã cho chúng ta thấy được cái tình cảm chất nước trong lòng của thầy dành cho em bé. Mình cũng đã đi khảo sát vòng vòng rồi, tỉnh thất Bồng Lai này có cũng phải là cái cô kia là về đây là 10 là lúc 15 tuổi, giờ là cô 40 mấy tuổi. À, là đã có lúc trước là hồi còn nhà lá đó, 30 năm rồi đó. Mấy 30 tuổi đã đi học và thậm chí đã có cái sự nghiệp phát triển ở bên ngoài đời. Đó, con cảm ơn thầy rất là nhiều về những cái công đức của thầy. Bây giờ thôi thầy có một thầy nghỉ. Kết thúc chương trình hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một cái giọng hát quen thuộc đi vào quyền thoại rồi. Bây giờ mời một cái bài hát có nghe nói mà là cũng thấy là thương rồi. Nghe thấy là chúng ta là thấy cảm thấy là đúng lý trong lòng và phẩm nổi tiếng lực sư nghe nội tôi là cái hát của lực sư Dũng. Vỗ tay anh Vũ hát nghe cả nhà. Đừng đánh bản quyền em anh Vũ. À, hát chai đi, đánh không quyền sao? Quyền gì? Chai cái gì? Để sĩ hát lên cho có nhạc cho người ta nghe thôi, mày không quay cũng nãy giờ kiếm nhiêu rồi, bao nhiêu người coi rồi? Khán giả kêu... Không... Khán giả kêu ly tiếp. Tao lấy bài này, hình này, hình ảnh của Quốc về. Nói đi. Rồi anh Vũ đại diện cho nhóm YouTuber chính pháp đi. Phát biểu đi. Rồi. Thầy rất là nghĩ thầy mệt rồi. Thì thưa các bạn, thì hôm nay cả nhóm cùng các bạn tỉnh thất Bồng Lai mà tên pháp lý của tỉnh thất á, là trung tâm nhân đạo Bồng Lai thì ở đây được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và cũng như cái việc con nuôi là trẻ em á thì cũng phù hợp với người thưa các bạn hiện nay thì qua một cái dòng tờ
khảo sát của tôi đó, thì thấy rằng ở nơi đây là nuôi dạy trẻ mồ côi thật sự, và cái số lượng hơn 100 bé, điều kiện cũng rất là khó khăn. Thì qua cái lời chia sẻ này, tôi rất mong muốn bọn tâm mạnh thường quân ở trong và ngoài nước thì có những cái hỗ trợ, vì theo điều kiện của mình thì chúng ta sẽ đóng góp rất là nhiều để tiếp tục đóng góp cho tỉnh Bắc Đồng Nai và được nuôi các cháu bé làm sao mà đủ điều kiện và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các bé. Thì xin cảm ơn cả nhà nha. Đang hỏi ý âm nhạc. Hay là chú mới và lạ quay lóc nha. Xin chào quý bà con, xin chào sư thầy chủ trì. Sao chào quý vị những người ở trong chùa làm công quả, đó là mạnh thường quân của chúng ta đi trong đoàn. Thầy tôi tới đây hôm nay là tất cả mọi người tới chung cùng là có cái chung viên hết. Thì sẵn những cái chương trình phát trực tiếp livestream của mấy anh em YouTube bên phe Chánh Nghĩa mà đã tới tay quý vị nào đang xem kể cả trong và ngoài nước, xin vui lòng hãy cố gắng xe thật nhiều lên để cho mọi người hiểu được đâu là chắc, đâu là tỉnh sống Đồng Nai. Alo 1234, alo 1234, alo 1234, quảng cáo nên phải nói mà nhà. Alo. Cho nên là tôi chỉ có đôi lời thôi, rất mong tha thiết tất cả mạnh thường quân, kể cả những người hảo tâm trong ngoài nước, nếu đã có lòng từ thiện thì mình hãy nhìn nhận lại sự việc, nếu có lòng thì hãy tìm đến địa chỉ đúng nơi đúng chỗ. Chú này hay nói lắm nè, Thảo Thảo nói chú mới bà lạ hay nói lắm. Hay nói chứ không có hay làm. Ai nói xấu tôi đó? Thỏ thỏ nào đó. Nói tối không thèm vô coi luôn. Xin lỗi nha, cái này là hỏi cho vui thôi nha. Châu Pha đâu mà có Thảo Thảo mà không thấy Châu Pha nha. Thảo Thảo, chào Thảo Thảo. Châu Pha đâu rồi Thảo Thảo? Trời ơi. Alo 1234. Tôi nói đồng bào nghe đâu không? Alo 1234, kiểm tra hàng trước kỹ trước khi dùng. Alo 1234, 1234, tôi nói đồng bào nghe không? Kiểm tra hàng trước khi dùng. Đừng có đợi, đừng có chù tôi là bị nghiệp quật. Mất âm thanh. Thảo Thảo nói vậy. Alo 1234.
tay chốt khờ bà con, cho một ngón tay đẹp chốt khờ. Còn Đó là 82 triệu 500 ngàn. Tổng cộng của đoàn hỗ trợ là 82 triệu 500 ngàn. Đi. Không có lo, không có hồng, không thiếu, không một ngày nào thiếu hết. Con ngồi tại nhà sẽ có đầy đủ hết. Không có tại là nào, con cứ ngồi tại nhà nha. Không có tại nào mà thiếu hết á. Đây chị Lily Na Nguyễn, nhờ cái máy này mới đẹp này không? Đang làm bánh tráng cho các bé đây. Rồi rồi, được bắt đó. Đồ chơi rồi sẽ có hết. Có đâu biết ai trên tay đang cầm cái gì mà. Hả? Cái cháu thiện gì? Cái cháu thiện gì? Nếu các bạn ở đây biết ai có cái gì dùng thay ông nội, vô tay thử là ai biết nè, ai biết? Bạn nào biết coi người nào mà có danh hiệu thay ông nội nè? Có bạn nào chưa biết đọc không? Chưa biết đọc chữ không? Rồi, có bạn nào mà chưa biết cách sử dụng cái bánh tráng trộn thay ông nội không? Có bạn nào không biết không? Không biết, chỗ này ngoài đi. Thì này là 1.000 bịch bánh tráng trộn. Bây giờ đâu là ký còn lại chiếc không? Còn. Qua đây, cái này tôi thiếu, bây giờ là 82 triệu 500 ngàn đúng không? Ờ. Hồi sáng có người nhờ tôi gửi 500 ngàn mà tôi quên. Đó là Phi Thi Tân. Là 500 ngàn nữa là bây giờ chẳng 83 triệu luôn nha. Rồi, con phố số tiền. Rồi, bây giờ khán giả kêu hát bài. Cái gì hát bài được? Ừ, hát chay. Không phải hát bài. Thuộc. Bây giờ thuộc còn là cái bài tàn ngang hoặc là chân ngang không mà không có thuộc mà nha. Bài nào mà hay hay á? Rồi bác Dương lên hát luôn bài coi. Thầy ông ngoài hát đi đúng rồi. Ờ bác Dương có bài 1 trời ơi, hát khắp tỉnh miền Tây có bài 1 biết hát bài nào nữa. Nhanh lên đi. Hãy đăng với bác Dương là nhanh lên hết dữ liệu rồi ông nội. Ôi, bà trăm mấy rồi, lại xuống rồi, lại lên xuống hôm nay 500. Cái kỳ vậy ta? Không, tao có việc mà. Để coi chút thôi chứ. Rồi, sau đây hai ca sĩ ông ngoại và bá Dương tào lao. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ chúng sẽ hướng dẫn các con ăn bánh tráng trộn. Ở trong đây là nhớ là chân cút là phải lột vỏ nha chưa? Tập trung vô nhìn cái coi làm cái gì vậy? Không xem người ta hướng dẫn thì làm sao mà ăn được? Chân cút ăn phải lột vỏ để vỏ ăn để đi cầu. Hãy nhìn đây là hãy nhìn chàng trai đang đứng trước mặt các con có phải là người trong bức ảnh trên bịch bánh tráng trộn? Đúng đúng rồi anh ơi, cái kia mình sao bằng nội được? Nội là tầm cho nằm trong top đại gia rồi của Việt Nam rồi. Giống thấy không? Đứa nào giống tặng bịch nữa. Đó, vậy vậy ta nói con người từ cái tuổi thơ là mình nói xã hội như đầu rồi còn nói xã hội, mà tại sao các con lại như vậy? Các con lại sống hai mặt như vậy? Mới đây mà các con là như bánh tráng vậy đó. Bây giờ chốt lại một lần nữa là nhìn cái hình trên bịch bánh tráng trộn có giống tôi hay không? Sao vừa giống vừa không mà nó nghe chuyện ống? Bây giờ có giống hay không? Rồi, ok. Hứa với các cháu là gì? Thì thật ra cũng còn ai tìm không? Còn rồi. À, nó ngoại nổi hoài à. Số bánh tráng trộn là 2,330 bịch. Tôi nói 1.000 bịch rồi. 330 bịch, nhưng ngày hôm nay tôi chỉ đem ra cho các bé ở đây là 230 bịch. Còn 100 bịch, cái này là chắc tiền rồi hết nha. 100 bịch, một tuần sau tôi sẽ đem ra cho các bé. Đó là tại vì sao? Tại
vì bây giờ các bé chỉ có 100 bé thôi, mà bây giờ đem 300 bịch ăn cái đường nào hết. Ăn rồi bỏ cơm luôn hả? Đâu có được, không có bỏ cơm được. Mai ăn. Cho nên là tuần sau đem ra là hợp lý. Tại vì để qua ngày mai chiếc cút nó hư, qua ngày mốt chiếc cút nó hư, cho nên là đó, còn phải để tủ lạnh, mà để tủ lạnh thì chiếc cút quá trời nhiều rồi, qua ngày mai dành những chiếc cút nữa. Đúng không? Cho nên là tuần sau chú sẽ đem ra cho các con là bánh tráng y chang gì nữa, 100 bịch cho 100 đứa, nghe chưa? Vỗ tay cái coi. Bây giờ hát đúng không? Cái gì nha? À, chú chỉ biết bài gì Hồng Trần đến đôi nắm tay qua rồi đấy, không có nhiều đó hả? Mấy ông giỏi quá, mấy ông lên đây hát, ông nào giỏi lên đây hát, nếu tôi hát bài cải lương mới được. Bữa nay là đi ra đây hát quà, chú là biết hát cải lương thôi, giờ có chịu nghe không? Không nghe là bữa sau không có trăm bịch đi về liền. Có nghe không? Hát đi ông nội, đúng hoài. Tự chửi tôi luôn á, tức quá trời tức. Thì mày giao lưu gì đi rồi tao vô cả. Vô vô cãi đi. Hả? Không có nhạc. Bữa nay đi chùa phải hát chay. Hát chay. Hát chay. Thì hát chay. Ở chưa quê mới lên, tôi ở chưa quê mới lên nè. Mình sẽ hát nó đi, tôi tụi con trong nó đi. Chết mẹ rồi, lo nhìn không có đúng què cái giò rồi. Trời đất ơi, mai thấy thằng thầy ở ngoài thắt đê dây lóc ở đâu không? Mày đi kiếm nó từ sáng tới giờ không thấy đâu hết, ra bên xe miền Tây. Trời đất ơi, ta bắt xe ôm anh đâu đi tỉnh thất còn lại thằng ông nội kia chở thẳng tôi kìa. Đi mày, tao cứ thằng đê dây lóc nó bữa nay nó đi từ thiện, nó đi ra Cao Hòa ở ngoài Vũng Tàu, mày chở đâu tao thường xuống Long An vậy? Nó nói trời ơi, bậy rồi. Tỉnh thất bằng tay nổi tiếng lắm, chạy thẳng xuống Long An thắng cái ít, mở cửa cọc 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 không một tiếng động gian ra. Tại sao nhìn ra cái cửa hỏi ai đấy, đấy đi tìm con trai hỏi ai thắng đây cái lóc đi mặc gì đi xe ôm nó đi về đi một chỗ rồi cha nội. Cuối cùng quay ngược lại bến xe miền Tây trả hai chút xe ôm bắt xe qua mai đầu người nó chạy du 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 người ta tóc lại xe 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 vừa bước xuống ngã ba ngoài đây đó, ngã ba núi Vinh đi qua thấy xe chạy quá lo giờ quất cái đầm rồi về cái giò luôn. Đi vòng vòng đây thấy chữ tỉnh thất bồng lai chà bá mà ở đây Vũng Tàu nè, cái gì à phú mỹ mà đi Vũng Tàu phải ngay đúng tỉnh thất bồng lai vậy đúng không? Mày có ai thấy hình khách đây chỉ lắp không chỉ giùm tôi cái này trời ơi các bạn bởi vậy ta nói chưa nắng ha. À, cửa chùa là nơi thanh tịnh mà chó nào vô đây nó làm sùm hết trơn mấy đứa cũng chó mà ơi trời ơi té nè mày hổ mày trời ơi té hả? Đi lên hồi nào không tối con đi đâu xe được cây nước tía. Trời đất ơi mày cho địa chỉ cho này đặt tên là gì? Cứ lên cái Google Maps gì đó. Tỉnh nói không ai. Đúng rồi nó chạm xuống Long An. Trời ơi đi dòng là chơi phòng ở cửa Long An kêu vô hết. Rồi thấy cái gì bây giờ nó đâu còn cái tên nó nữa, đổi tên rồi. Tên gì tía? Bờ ao bên bờ trái cái rượu. Đó. Cái tên gì mà tự nhiên nghe thèm giò heo dễ sợ luôn. Không có mày đâu, mày phải nói là nghe cái tên cái thèm là mắm tôm đu đủ. Tôm đu đủ con cái bán. Thương hiệu gia truyền của gia đình mình hiện nay có bán trên kênh HD vậy lắm. Mà tía lên đây không kiếm con làm gì trời ơi, bữa nay con đi phát quà từ thiện cho mấy đứa nhỏ nè. Trời mấy em dễ thương đấy, tía dễ thương nha. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Xúc động hả? Thêm mấy đứa nhỏ dễ thương mà tao nói tao muốn rớt cái nước mắt vậy đó. Con ơi con có nghe cái câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình giang giao chắc chắc đùng chắc đùng chắc đùng. Đứa nào nghe chưa? Con ơi tình mẫu tử cao tựa bằng non, còn con một thân tía gà trống đưa con mấy chục năm nay, tình cảm của tía dành cho con tình cha ấm áp như dần Thái Dương. Con có biết câu đó không? Biết, Ngọc đó. Sơn hát hoài. Đúng rồi, tình cảm của tía dành cho con hồi đó giờ tía tưởng đâu là nó ghê gớm lắm, bởi vì con là con của tía, mà khi bước vô đây thấy hàng trăm cháu bé được các thầy ở đây nuôi, trời đất ơi tía thấy mình chỉ là cái hột cát giữa sa mạc, hạt muối giữa biển, trời ơi ta thấy thật là kính nể mấy thầy quá. Rồi bây giờ tía đang làm gì không? Giờ phụ con phát quà đi nè, phát hết mấy cái quà này cho mấy đứa nhỏ nha, ở lại ăn cơm bữa chiều về luôn nha. Ăn
con trai hả? Ừ. Ăn nhảy được, nhưng mà bây giờ cái chuyện gấp rút lắm. Bây giờ mày cho tao biết coi quà này ở đâu ra mà tự nhiên nay mày vào quá trời mày tặng vậy? Giàu vậy? Giàu đâu mà giàu. Quà này là con đi phát chùm nói này là của Mạnh Thường Quân ủng hộ. Mạnh Thường Quân? Cái con mà giàu cũng đâu thể tía dưới quê bán vé số luôn tía. Bậy. Ê, cái cháu đừng nghe nó nói bậy. Bây giờ ông đã không còn bán vé số nữa, ta chuyển rồi, chuyển nghề rồi. Ủa tía bán gì tía? Bán vé giò mày. Trời thật ơi trời. Nó còn xuống cấp hơn vé số nữa. Đây đâu có, bán vé số. Mình bán từ sáng tới chiều cực lắm. Bán vé giò đúng giờ sổ ra bán cái về miễn phí. Vé số ta 10.000, vé giò có 1.000. Nhưng mà bây giờ gấp lắm, không có ở đây được. Ở đây bây giờ ông đốc ta qua thời trí đi. Ông rảnh không lại chim kia ông phát quà đi. Rồi bây giờ mày đi về quê liền với tía gấp. Đi về quê làm gì tía? Thì trời ơi, tía già rồi, tía muốn mày lấy vợ sanh con cho tía. Đi lấy vợ. Phải. Trời ơi. Ủa mà lấy ai vậy tía? Lấy con nhỏ Thảo Thảo. Lấy hết con bà Sáu đầu sớm rồi. Trời đất ơi, ngon. Trời ơi, con của bà Sáu chắc hết luôn. Châu qua được rồi. Thôi bây giờ quen nhỏ khác được không? Cái gì mà quen nhau khác con nhỏ đầu sớm hơn nữa. Nhỏ nào? Châu Hoa. Ơi, nàng mang tên là Châu Hoa bỏ đi. Nhỏ đã bỏ đi. Có cái gái một con trong bồ con mắt đi. Thảo Thảo đúng không? Con nhỏ lé con. Thảo Thảo đi. Thảo Thảo. Gia đình có của chúng ta. Tao với má nó nói chuyện hết rồi. Con tí con nhỏ này cũng út nữa. Út nữa. Nó vừa ta lúc mà nó vừa ở ta lúc. Cặn luôn. Thảo Thảo. Trời đã có con Thảo Thảo. Cặn lúc. Gái hai con trong mồm hai con mắt. Trời đã có trai hai con mắt nhìn lé hết một con. Tao nói Thảo Thảo cũng bỏ luôn con này con mày cũng biết là trong xóm mình nhà bà Sáu gia đình đại gia đúng không? Bà ba được. Có tiền có của nhất. Không những mày quen nó mày hút mày có tiền mày khỏi xin mạnh được không? Nghe gia đình mày đi làm từ thiện luôn. Nghe nói bà Sáu chấp hết dạo này có làm YouTube đúng không? Ừ. Nghe đúng nghề của con nó cũng được tí nhưng mà giờ cưới về xong rồi tí với vợ con lên thành phố ở với con hết luôn nha. Cái gì mà lên thành phố cưới là về quê ở luôn. Tự nhiên giờ quê ở công việc ta đang làm cho thành phố gì quê làm mà bỏ hết không phải về ở với tía mà là con phải đi ở rể cho đăng à. Trời ơi đi ở rể phải tía ơi phận gái 12 bên nước biết bên nào chẳng biết sống nào đục sao mày còn thanh trai như con thì vô bên chùa bà trời đất ơi nó con trai mà nó làm gì nó con gái vô bên chùa bà nuôi con nên dốc nên hình 20 mấy năm trời tiếng ưu mang hoàng dưỡng từ lúc nhỏ bằng mấy đứa nhỏ đây nè nhưng mà chưa một lần con đền tạ nghĩa ân nay bắt con đem thân đi làm rể là cả một đời người con trao tròn cho người ta vô tận để ngoại ngoại cô đơn lúc bóng xấy tôi già nhưng lúc tía buồn ai mua mồi cho tía nhậu trời đất ơi nói nãy giờ tụi nó thương tôi. Trời ơi, nó nghĩ tới cái chuyện nhậu không hà. Đang ở tía nói cho bay nghe cái chuyện nhậu á, đừng có lo, cứ để cho chị bay á, thấy không? Để lo cho tía là được rồi. Con nghe tía nói thôi giờ nè, nếu mà chị con đi lấy chồng rồi, con Châu Hoa nó còn đứa con nó đi qua gác với tía luôn hùng lại lo mồi cho tía được đó. Mày lạ mày. Nói cho con nghe, con ơi, trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng, đó là chuyện thở đời nãy trong cõi nhân sinh. Thế chỉ mong có chuyện nợ duyên xuân sẻ tròn cao làm trai giờ nói nghe lời thấy cụ nội luôn ta nói chỉ bấy nhiêu thôi thì thế cũng vui rồi ông bà xưa nay có câu ta nói nhất nam giết nữ bằng thập nữ giết vô là sao thế giải thích cho con với mấy em hiểu tức là trong gia đình mình chỉ cần một thằng con trai đó mà cũng hơn rồi đứa con gái con có hiểu không không sao cái đứa đừng tin trai gái giờ mình đẳng hết nha hỏi nói chung là vậy nè rồi mãi mốt đây con sang nhà bà Sáu chẳng hết ở về con biết có được tin nhiều hay bệnh khổ lắm đông mê trời ơi không biết mà được tin nhiều hay cực khổ mà tiếng bắt con đi tía không thấy không ở đây có nhiều huynh đệ vui đi nghe không tía toàn là những ảo hán trong giang hồ có huynh đầy sắp hình nữa nè thấy chưa võ công cao mới đi lớn mà sắp hình rồi thiên long bắc bộ kiều phong đó gì tiểu đệ à tiểu đệ có thể cho ta biết là tiểu đệ thì không phải là con nào ta chinh chiến trong giang hồ bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy một cái hình xăm thì còn ghê gớm gì vậy đó mà tía ơi tía đừng làm cho tiểu đệ của con sợ
Ê, tiểu đệ ơi, tiểu đệ có thể cho ta biết tiểu đệ tên là gì được không? Vị bằng thủ, mau khai danh tánh đi hả? À, vị bằng thủ này chắc là một người có thể nói là võ công thâm hậu, không bao giờ khai danh tánh. À, tôi sẽ hỏi vị bằng thủ, cái bên vị bằng thủ này tên là gì? À, vị bằng thủ này có một cái tên rất là phiền nhiều, đó tên là Đích Bự. À, một cái tên nghe thôi là đã thấy tốn tiền mua ghế rồi. Không có gì buồn hết, không có gì phải buồn, không có gì phải cảm hết. Tại vì sao? Tại vì đâu phải ai đích cũng vậy. Đúng không? Điểm hình ơi, tôi điểm hình ơi, tất cả trật tự. Điểm hình, em, ta chửi một cái là bay hết toàn bộ. Điểm hình như vị bằng hữu này đây. Đây, đây vị bằng hữu này, muốn đích bự làm sao có được. Có bị lớn là làm sao bự được. Ví dụ trong đoàn hôm nay như luật sư vụ mà muốn đích bự cũng đâu được. Nhưng mà cái ông qua tay đóng lên kiếm cũng đích nhỏ cũng không được đó. Muốn đích bự qua kiếm, à, đích bự mà nghỉ chơi, đích bự mà người lớn là kiếm ở đây, ông đang quay phim. Đây, đưa tiền cho người ta coi đích bự. Còn muốn đích bự mà người nhỏ đâu mà cổng trà trộn đâu ơi. Trời đây, à, một cô sáng sáng như là cái kẹt. Nãy giờ nhìn vòng vòng chứ không qua mắt cái sao mình nhìn không biết đứa nào, không biết đứa nào. Và bây giờ nói chung là hai chú tặng hai cái vòng cổ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm chán nè. Bây giờ mời xuống trật tự lại. Mời xuống trật tự lại. Ai đang cầm bịch bánh tráng trên tay? Bây giờ nghe xa ra. Mỗi hàng cách nhau. Ok, mỗi hàng cách nhau chút xíu. Ngồi đi, chú đưa liền. Ngồi xuống. Rồi bây giờ ngồi xuống mỗi hàng lùi ra vô cặp. Tại vì lùi ra đang hơi làm chán cho dễ nè. Đây cái mới. Cái đừng có mâu thuẫn nội bộ. Xích xuống con, xích lên. Mày... Nè, nói cho cái con hiểu là trong đây nó có rất là nhiều gia vị không? Nói ngoài nó hỏi ra đang ra mình gửi, mình bỏ ở đây xong mình mới lấy mình bỏ ngược vô. Nên ngoài xa xa nó mới bỏ được, chứ ngoài gần bên này đẩy lên lưng người ta, hiểu không? Hiểu không? Ngồi xa đó. Xa ra. Đó. Trước mặt con không có ai thì con cứ ngồi trước mặt. Đó. Ai nhiệm vụ ngoài sau người ta xa ra. Rồi bây giờ. Rồi bây giờ nè. Tất cả tập trung cầm trên tay bịch bánh tráng trộn. Ai cha, cái nhỏ này pha năm bộ của tôi, đứa bé này pha năm bộ của tôi, cái thịt lên dán gì mà dán 6-7 hình trong đó vậy? Đây là phanh, ta gọi là phanh cứng luôn các bạn. Nhưng mà rất là đẹp gái nha, kệ. Phanh của tôi mà đẹp gái là tôi chịu à. Đó, tóc tóc này dễ thương đi không? À, xong hết pin nha bà con. Có thể ta cắt ngang cái bụp á. Ông này không học võ công thiếu lắm, tự khi mở mở bịch bánh tráng trộn không được. Chán ông dễ sợ. Vậy đó, hỏi ông ai cũng nói đệ tử thiếu lắm. Má, đứa con nè. Mày đứng đây, ủa té đứng đi. Té đứng té làm mẫu đi, người mẫu ảnh. Nè, rồi lấy tất cả những cái món đồ ăn trong đó ra bỏ trước mặt dịch một cái. Tại vì sao? Tại vì bình thường chúng ta bỏ cái chỗ nào sạch sạch nha, đừng có bỏ dưới đất nha, ăn đâu. Của ai nhớ giữ nha, một hồi lộn xộn rồi quýnh lộn luôn. À, nó giống nhau hết, lộn xộn dễ quýnh lộn lắm nha. Lấy đôi đũa ra luôn nha mấy con. Rồi. Bây giờ mở cái bịch bự nhất. Đầu tiên đó là cái bịch khô bỏ vô cho chú. Bịch đen đen này, ai là không kịp thì nói, để chú đợi. Ông này ông đồn, ủa thơ công, ông học võ công, thiếu anh tự, ông kêu ta mở dùm vậy thôi. Rồi, xong chưa mấy đứa? Xong chưa? Nhớ là ăn xong mấy bọc đem dùng thùng rác nghe chưa? Trời ơi, máu nhuộm xong chưa? Muối nhượng bắp đùi. Gì mà ông đổ từng đây còn dưa vậy? Mở đừng 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 đừng
con cứ bỏ vô chọn đi. Đúng rồi, cô Nguyễn chỗ này là đúng là đích thực trẻ mồ côi đó.